Nhà lưu trú công nhân chưa được tiện nghi, nhưng có còn hơn không? Chăm sóc của công ty tốt làm cho tôi với vợ được yên tâm. Đầu tư vào cái này thì mục tiêu là để cho cái đảm bảo cái nơi sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên. Long An phát triển khu công nghiệp rầm rộ, nhưng nhà lưu trú cho công nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc mà đầu tư để mà xây dựng nhà ở công nhân là cái nhu cầu rất là bức thiết của tỉnh trong giai đoạn tới. Đỏ mặt tìm nhà đầu tư, Long An đang khát nhà ở công nhân. Thưa quý vị, Long An là một trong 4 tỉnh kinh tế trọng điểm của phía Nam và cũng là địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp trên cả nước với số lượng khoảng 200.000 công nhân. Tuy nhiên hiện nay số lượng nhà ở cho công nhân hiện còn rất ít. Toàn tỉnh chỉ có 3 khu nhà ở công nhân cho thuê với số lượng khoảng 1.500 căn. Và hiện tại thì Quang Linh đang có mặt tại khu nhà trọ cho công nhân Đông Quang thuộc khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa. Ở đây thì có khoảng 500 căn với khoảng 1.700 công nhân thuê. Quý vị hãy cùng Quang Linh ghé thăm đời sống của công nhân thuê trọ tại đây. Khu nhà ở công nhân Đông Quang của công ty cổ phần dệt Đông Quang là nơi lưu trú của khoảng 1.700 người và đa số là người dân tộc Khmer. Gia đình anh Lý Kho dọn về đây sống đã được khoảng 4 năm. Vợ anh là công nhân của công ty nên gia đình được bố trí một phòng. Mỗi phòng như thế này có diện tích khoảng 15m² và được bố trí sẵn giường tầng. Anh Lý Kho cho biết không gian phòng tuy không được rộng, nhưng bù lại ở đây an ninh rất tốt và có những khoảng sân rộng rãi để các con anh có chỗ vui chơi và vợ chồng anh cũng an tâm hơn khi đi làm việc. Ở chỗ nó thấy là nó yên tĩnh, rất là thoải mái. Rồi lên được 4 năm trong công ty tài trợ, hỗ trợ, làm thì nó rất là khỏe, thoải mái. Ăn ở thì nó thoải mái, sân chơi thì nó gọn gãi, rất là thoải mái. Cũng giống như vợ chồng anh Lý Kho, anh Cho Bánh cũng được công ty bố trí riêng một phòng để ở. Vì sống một mình nên căn phòng đối với anh khá thoải mái. Anh còn tận dụng căn phòng nhỏ của mình để dạy chữ Khmer cho các em nhỏ trong khu lưu trú này. Tôi khu này là tốt, không có ấn cập, không có thì vấn lộn gì hết. Thì tôi thích ở đây. Chăm sóc của công ty tốt làm cho tôi với vợ được yên tâm. Đi làm không lo lắng nhiều về cái đồ đạc ngoài này kia nữa. Hình ở an ninh ở đây thì rất là ổn định. Quan tâm đặc biệt hơn nữa là sự quan tâm chăm lo của công ty mình. Rất là tốt. Công ty tạo điều kiện cho bà con mình làm ăn, sinh sống ở đây. Rất là tốt. Đặc biệt là trong cái tình hình dịch, công ty vừa giúp đỡ cho bà con, vừa kêu gọi cho bên Mạnh Thường Vân và bên chính quyền địa phương nữa, hỗ trợ rất là nhiều. Tuy được xây dựng từ năm 2007, nhưng đến nay khu lưu trú vẫn đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho tất cả những công nhân đang sinh sống tại đây và đảm bảo 100% nhu cầu về nhà ở của công nhân trong công ty. Đầu tư vào cái này thì mục tiêu là để cho cái đảm bảo cái nơi sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên. Và Đông Quang là làm cái doanh nghiệp đầu tiên của cái cụm công nghiệp này, mà lúc đó là chưa có cơ sở hạ tầng. Mà lúc đó thì công ty mình là có khoảng gần 2.000 công nhân ở quận 12. Mình muốn lên đây di chuyển theo cái chính sách mà kêu gọi là mình ra khỏi thành phố của Ủy ban nhân thành phố, mình đầu tư ở trên đây. Và khi mà công nhân từ dưới đó lên thì không có chỗ sinh hoạt. Do vậy rằng thì tính theo cái lượng mà phát triển của công ty đó, thì lúc đó mình xây cái này là dự kiến là tầm nhìn khoảng 10 năm. Thì sau 5 năm là cũng lấp đầy hết cái khu này. Ngoài ra, khu lưu trú còn có những khoảng sân rộng có cây xanh và cả chỗ vui chơi cho các em nhỏ. Ngoài việc chăm lo về đời sống sinh hoạt, chỗ ăn ở cho công nhân, công ty còn thường xuyên tổ chức những ngày hội đặc trưng của người dân tộc Khmer để bà con có thể giữ gìn những nét văn hóa riêng của mình, tạo điều kiện để người công nhân an tâm làm việc.
So với những người đang sống trong những khu nhà trọ chật chội, thì việc thuê được những căn nhà như thế này đã giúp cho người công nhân bớt đi lo toan. Hiện nay tỉnh Long An chỉ mới có 3 dự án nhà ở dành cho công nhân và cả 3 đều là cho thuê. Tại sao một tỉnh phát triển công nghiệp như Long An lại có ít nhà ở dành cho công nhân như vậy? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An. Thưa ông, hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An chỉ mới đạt được có 19% số lượng nhà cho công nhân. Thì ông thấy con số này có phải là còn quá ít hay không? Đối với Long An thì hiện nay là thu hút đầu tư để phát triển các khu cụm công nghiệp thì rất là lớn. Vì hiện trạng thì toàn tỉnh thì hiện nay có 35 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp triển khai quy hoạch. Thì trong đó có 22 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đưa vào hoạt động. Thì cái nhu cầu đối với nhà ở cho công nhân hiện nay thì khoảng 234.000 công nhân. Do vậy thì đối với Long An thì hiện nay các dự án triển khai đối với nhà ở cho công nhân thì rất là hạn chế. Chỉ triển khai 3 trên 15 cái dự án đáp ứng khoảng 335.000 công nhân. Do vậy thì trong thời gian tới thì cái việc mà đầu tư để mà xây dựng nhà ở công nhân là cái nhu cầu rất là bức thiết của tỉnh trong giai đoạn tới. Hiện nay toàn tỉnh Long An chỉ mới có 3 khu nhà ở được đưa vào sử dụng. Thế thì rõ ràng là cái sức hút đối với các cái chủ đầu tư và trong cái lĩnh vực này hiện nay đang rất là thấp. Thì nguyên nhân vì sao mà các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mòi với cái mô hình xây dựng nhà cho công nhân lao động? Mặc dù là hiện nay thì tỉnh Long An đã kêu gọi đầu tư rất là nhiều đối với việc mà đầu tư xây dựng nhà ở để đáp ứng cái nhu cầu cho công nhân ở. Tuy nhiên thì đối với doanh nghiệp thì hiện nay thì cái khó nhất là so sánh giữa việc mà đầu tư nhà ở công nhân so với nhà ở thương mại thì cái lợi nhuận nhà ở công nhân nó cũng hạn chế. Mặc dù là nhà nước có nhiều cái chính sách ưu đãi cho việc phát triển nhà ở công nhân, tuy nhiên là so sánh thì trong cái việc phát triển nhà ở thương mại theo tôi là nó rất là hạn chế. Do đó là cái điều này cũng làm cho các nhà đầu tư là chưa có đầu tư nhiều lĩnh vực xây dựng nhà ở công nhân. Ông có thể cho biết là trong thời gian sắp tới thì tỉnh Long An có cái kế hoạch cụ thể nào để có thể thúc đẩy cái đẩy nhanh cái tiến độ với số dự án đã được duyệt chủ trương còn lại để đưa vào thực tế? Thì theo cái kế hoạch phát triển nhà từ năm 21 đến 25 thì Long An sẽ dự kiến sẽ triển khai khoảng 500 căn nhà ở công nhân, và năm 2025 đến 30 thì triển khai là khoảng trên 7.000 căn để mà đáp ứng cái nhu cầu là khoảng 60% nhà ở để mà cho công nhân. Tuy nhiên là trước cái dịch Covid diễn ra vừa qua thì cái tình hình xây dựng nhà ở công nhân thì rất là bức thiết. Do vậy thì hiện nay thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành để mà rà soát. Từ đây đến năm 2025 sẽ triển khai khoảng 500.000 căn nhà ở công nhân. Thì đây là một cái con số mà để đáp ứng cái nhu cầu trong thời gian sắp tới thì cần phải các sở ngành vào cuộc để mà cùng phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư để mà thực hiện các việc đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh. Thì bên cạnh đó thì cũng cần cái sự quyết tâm của các nhà đầu tư để mà cùng với địa phương để triển khai nhà ở công nhân, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn mà trong cái việc mà đầu tư trong giai đoạn trước đây. Riêng đối với 13 cái dự án còn lại mà đã có chủ trương đầu tư thì ngành xây dựng sẽ quyết tâm phối hợp các sở ngành để tham mưu với ban tỉnh rồi cùng các nhà đầu tư để triển khai sớm nhất từ năm 22 đến 23 để hoàn chỉnh 13 dự án này để mà giải quyết một cơ bản cái nhu cầu nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn sắp tới. Thưa ông, để thu hút nhiều hơn cái sự quan tâm của các chủ đầu tư đối với cái mô hình nhà ở công nhân thì tỉnh đã có những cái chính sách, những cái kế hoạch gì để kêu gọi các chủ đầu tư tham gia?
Thì đối với việc mà cái chính sách đối với xây dựng nhà ở công nhân thì nhà nước đã có quy định rất là cụ thể chính sách ưu đãi nhà ở công nhân. Thì trong giai đoạn tới thì Sở Xây dựng sẽ tham mưu với ban tỉnh tạo mọi cái điều kiện, cái môi trường đầu tư thông thoáng nhanh nhất để mà nhà đầu tư có thể mà đầu tư tại Long An. Hiện nay thì cũng có 5 nhà đầu tư mà đang đăng ký với Sở Xây dựng để mà triển khai các dự án. Thì trước mắt thì Sở Xây dựng cùng với các huyện là rà soát lại tất cả những cái dự án trên địa bàn của các địa phương để mà cùng với nhà đầu tư khảo sát chọn vị trí để mà đầu tư cái các dự án này, trên cái tinh thần là cái vị trí phải thuận lợi rồi đảm bảo cho nhà đầu tư có một cái lợi nhuận, và nhà đầu tư sẽ quyết tâm để đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh Long An. Còn riêng đối với các địa phương á, thì hiện nay có khoảng là 20.000 cái nhà trọ. Thì để giải quyết vấn đề mà nâng chuẩn cái nhà trọ này để mà đảm bảo cho cái nhu cầu sống, ăn ở của công nhân trong giai đoạn sắp tới. Xin cảm ơn ông đã trả lời cho chuyên trang Pháp Luật Xây Dựng, báo Xây Dựng. Thưa quý vị, trong phần trả lời của Sở Xây Dựng Long An, thì sắp tới tỉnh này sẽ triển khai 12 dự án nhà ở dành cho công nhân. Đó là những dự án nào, quy mô ra sao? Xin mời quý vị theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi. Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. 1. Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dân cư Phú An Thạnh. Địa điểm xây dựng: xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú An Thạnh, Long An. Diện tích đất xây dựng: 49,3 ha. 2. Khu dân cư nhà ở công nhân Trần Anh. Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trần Anh. Diện tích đất xây dựng: 30,7 ha. 3. Khu dân cư tái định cư nhà ở công nhân Hải Sơn, Đức Hòa Đông. Địa điểm xây dựng: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn. Diện tích đất xây dựng: 15,1 ha. 4. Khu nhà ở cụm công nghiệp nhựa. Địa điểm xây dựng: xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nhựa Việt Nam. Diện tích đất xây dựng: 76,1 ha. 5. Khu tái định cư dân cư nhà ở công nhân khu công nghiệp Hữu Thạnh. Địa điểm xây dựng: xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An, IDICO. Diện tích đất xây dựng: 64,1 ha. 6. Khu nhà ở chuyên gia và công nhân. Địa điểm xây dựng: xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công Thịnh Vượng. Diện tích đất xây dựng: 125,6 ha. 7. Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đức Hòa 3, Hồng Đạt. Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Hồng Đạt, Long An. Diện tích đất xây dựng: 27,9 ha. 8. Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đức Hòa 3, Minh Ngân. Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập Hạ, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần địa ốc Minh Ngân. Diện tích đất xây dựng: 123,9 ha. 9. Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đức Hòa 3, Thái Hòa, Siam, Việt Sơn, Ba Na. Địa điểm xây dựng: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Việt Sơn. Diện tích đất xây dựng: 38,3 ha. 10. Nhà ở công nhân cụm công nghiệp Quốc Quang. Địa điểm xây dựng: xã Lương Bình, huyện Bến Lức. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Quốc Quang, Long Quang, Long An. Diện tích đất xây dựng: 12,4 ha. 11. Nhà ở xã hội cho công nhân. Địa điểm xây dựng: ấp Nhân Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chutes International, Long An. Diện tích đất xây dựng: 24,2 ha. 12. Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp Cầu Tràm. Địa điểm xây dựng: Long Trạch. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Trung Thành và xuất nhập khẩu Trung Thành. Diện tích đất xây dựng: 17,6 ha. Long An đã phê duyệt 35 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay đã đi vào hoạt động hơn một nửa. Cụ thể là 22 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Chắc chắn trong thời gian tới,
số lượng công nhân sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần so với con số 200.000 công nhân như hiện nay và nhu cầu về nhà ở sẽ rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tỉnh Long An lại chưa bố trí đất công để xây dựng nhà ở cho công nhân mà hầu hết đều dựa vào sự đầu tư của các doanh nghiệp. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp về mức độ quan tâm của họ đối với đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại tỉnh Long An. Quá trình chúng tôi tham khảo, học hỏi và nghiên cứu thì đã quyết định đi tiên phong trong vấn đề là xây dựng nhà ở cho công nhân để thay đổi bộ mặt nhận diện về đô thị mỹ quan và đồng thời là cũng tạo ra cho người thu nhập thấp công nhân có được một cái căn nhà ở trong tương lai. Đó là điều mà chúng tôi tâm huyết nhất. Nhưng mà trong quá trình thực hiện cái căn nhà giá rẻ và nhà ở cho công nhân này thì chúng tôi cũng còn một số cái vướng mắc như là hạn hẹp về cái quỹ đất, hai nữa là một số cái thủ tục về đầu tư nó kéo dài dẫn đến thì cái chi phí đầu tư nó khá là lớn và cái mức giá đến cho người thu nhập cũng không còn được những cái kỳ vọng. Và cũng qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là cải cách và cải thiện được một số các khâu ở trong quá trình làm thủ tục về hành chính, kèm theo đó là những cái quỹ đất để có được sự bổ trợ để phát triển cho quỹ đất nhà ở công nhân tốt hơn. Những căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Phúc An City, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của công ty Trần Anh Group đã giúp cho rất nhiều những người lao động thực hiện được giấc mơ có nhà. Với 500 triệu đồng, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo đã thực hiện giấc mơ an cư của mình được gần một năm nay. Ngay những căn hộ có diện tích 40m2, niềm vui vỡ òa không chỉ với các thành viên trong gia đình mà với cả những người thân. Chị Thảo cho biết gia đình chị quyết định mua căn nhà này vì an ninh ở đây rất tốt, an toàn và có nhiều tiện ích khác phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Sống ở đây thì nói chung là môi trường tốt. Ở ngoài thì nó nắng gió bụi lắm, còn vô đây thì nó không khí nó trong lành, thoải mái mà an ninh nữa. Mà chống dịch, phòng chống dịch cũng tốt, đó năm rồi là coi như là tốt. Em mong muốn thì coi như là chủ đầu tư xây dựng thêm những cái dự án mới, những công trình mới đó, cho những người kiểu như công nhân đồ, với những gia đình kiểu như ta thích hợp ở với những căn hộ này thì người ta mua. Gia đình anh Trần Minh Hùng cũng dọn về sống tại đây gần được 2 năm nay. Anh Hùng cho biết những khu nhà trọ mà anh thuê trước đây có nhiều bất tiện và tình hình an ninh không tốt, không gian sinh hoạt cũng chật chội. Kể từ lúc lập gia đình, anh đã rất mong muốn sở hữu cho mình một căn nhà để có thể ổn định cuộc sống. Với căn hộ 33m2 được anh mua với giá khoảng 400 triệu đồng, phù hợp với điều kiện thu nhập của gia đình anh. Nếu ở trọ thì cũng nhiều bất tiện lắm. Thứ tiên là nói về cơ sở vật chất đi, thì phòng trọ thì nó sẽ không được như vậy được, nó sẽ nhỏ hơn. Còn thứ hai là những con hẻm, thì hẻm ở dưới phòng trọ thì thường rất là chật và ngoài ra nó nóng nữa. Có một vấn đề rất là lớn ở phòng trọ, đặc biệt mấy khu như Gò Vấp rồi đó, thì chỗ đó an ninh rất là tệ. Như đợt anh với bạn anh ở đó thì cũng bị mất 2 cái laptop. Nói chung nếu mình có cái nhà nhỏ nhỏ như vậy thì ổn hơn chứ, nhưng ổn hơn rất nhiều. Anh nghĩ cái mô hình này rất là hay, mô hình này đó phù hợp với túi tiền của hầu hết người lao động bây giờ. Khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Phúc An City này được đưa vào sử dụng từ năm 2018 với tổng cộng 8 lốc, mỗi lốc khoảng 100 căn nhà. Được biết, mức giá ban đầu chỉ khoảng 150 triệu một căn hộ 30m2. Diện tích những căn hộ ở đây chỉ từ 30 đến 40m2, nhưng được thừa hưởng toàn bộ không gian sống của khu đô thị Phúc An City rộng 100 hectare. Khu nhà ở còn được bố trí rất nhiều những tiện ích xung quanh như nhà xe, công viên, khu vui chơi trẻ em hay sân thể thao và hồ bơi để phục vụ cư dân tại đây một cách tốt nhất. Bên cạnh những người có thu nhập cao thì đối với những cái giá trị, những cái căn hộ bất động sản thì gần như là tương đối dễ. Bên cạnh cũng có những cái anh chị có thể là chúng ta làm quản lý cấp trung hoặc là công nhân thì cũng có những cái mức thu nhập thấp hơn. Thì chung cư Phúc An là những cái sản phẩm mà chủ đầu tư hướng tới những cái đối tượng đó, giúp tạo điều kiện cho những anh chị có thể thu nhập thấp có thể về đây có một căn hộ để an cư lạc nghiệp. Trong thời gian sắp tới, công ty Trần Anh Group sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 100.000 căn nhà ở giá rẻ cho công nhân với mức giá phù hợp. Hy vọng rằng những vướng mắc về thủ tục và đầu tư sẽ sớm được tháo gỡ để công nhân và người lao động thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà để thực hiện giấc mơ an cư. Làm thế nào để thu hút sự đầu tư quan tâm hơn nữa của các doanh nghiệp vào nhà ở công nhân tại Long An?
Đây là bài toán khó mà tỉnh Long An quyết tâm tìm cách giải quyết trong thời gian tới, nhất là sau khi cơn bão đại dịch COVID-19 quét qua tỉnh này đã để lại hậu quả nặng nề. Chăm lo tới đời sống công nhân, giúp họ yên tâm công tác là một cách để ổn định phát triển kinh tế. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới việc phát triển nhà ở công nhân tại tỉnh Long An để giúp những người công nhân có cơ hội thực hiện giấc mơ an cư.